Bình tĩnh đi, Đường Quyền, người đàn ông khiến chó dữ sợ khiếp vía. N. Trang phục giúp nhân viên cứu hộ bay như người sắt. Bình tĩnh đi, Đường Quyền, người đàn ông khiến chó dữ sợ khiếp vía. N. Thấy hai con chó dữ đang lao về phía mình, người đàn ông dừng lại, bình tĩnh đi, Đường Quyền, khiến chúng phải hoảng sợ chạy vào nhà. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đi, Đường Quyền, khiến chó dữ sợ khiếp vía, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai con chó dữ lao ra tấn công. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông này lại bình tĩnh tung ra, Đường Quyền, khiến cả hai con chó phải cúp đuôi chạy ngược vào trong nhà. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông đi, Đường Quyền, khiến chó dữ sợ khiếp vía, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị hai con chó dữ lao ra tấn công. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông này lại bình tĩnh tung ra, Đường Quyền, khiến cả hai con chó phải cúp đuôi chạy ngược vào trong nhà. Chỉ sau 16 giờ được đăng tải, clip này đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của người đàn ông. Trang phục giúp nhân viên cứu hộ bay như người sắt. Nhân viên cứu hộ tại Anh đã thử nghiệm trang phục phản lực, giúp họ có thể bay nhanh chóng tới chỗ những người bị thương, mắc kẹt trên núi. Tờ Daily Mail, Anh, cho biết trang phục này dự kiến được sử dụng phổ biến vào mùa hè 2021 sau thử nghiệm thành công. Trang phục phản lực do ông Richard Browning tại công ty Gravity thiết kế. Trong thử nghiệm, người mặc trang phục phản lực có thể tới đỉnh núi Helvellyn cao 950 m trong 8 phút. Nếu so sánh, cùng khoảng cách này, một trực thăng phải mất gấp 3 thời gian, còn nhân viên cứu hộ nếu đi bộ sẽ mất ít nhất 1 tiếng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, bấm nút like, nút đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào!